Hans Book. Matt Momboa, tôi không có bằng đại học, nhưng hàng loạt cử nhân, thạc sĩ phải làm việc cho tôi. Malawi là một trong những quốc gia kém phát triển nhất thế giới, với nền kinh tế chủ yếu dựa trên nông nghiệp và dân cư phần lớn sống ở nông thôn. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là những khát vọng thay đổi cuộc đời bị dập tắt, mà trái lại với những người như Matt Momboa, nó lại là một động lực to lớn trên con đường phát triển sự nghiệp. Matt Momboa là một tỷ phú nổi tiếng ở Malawi. Hiện nay, ông là giám đốc của doanh nghiệp Countrywide Car Hire, dịch vụ cho thuê xe và xe tự lái hoạt động tại các thành phố lớn, sân bay và khách sạn trên khắp Malawi. Hãy cùng Times Book tìm hiểu về vị tỷ phú này nhé. Matt Momboa sinh ra ở vùng Monza. Gia đình của Momboa nghèo đến mức ông phải đi ở thuê cho nhiều gia đình khác từ khi còn rất nhỏ. Bên cạnh đó, những gia đình này sẽ phải nuôi Momboa cũng như trả một phần tiền học phí cho ông. Ông chia sẻ, mẹ tôi rất nghèo nên tôi lớn lên với nhiều gia đình khác nhau trong làng để làm thuê cho họ. Mỗi khi từ trường trở về, tôi lại đến làm vườn hoặc chăn trâu hay bất cứ công việc nào tại các gia đình mà tôi ở thuê. Thế nhưng khi lên cấp 3, chẳng gia đình nào nhận nuôi nữa vì chi phí ăn học của ông quá tốn. Vậy là ông Momboa phải đi bộ 60 km lên thành phố, trở thành một kẻ ăn xin chính hiệu khi chẳng có đồng nào trong túi cũng như chỗ để ở. Quá cùng cực, ông quyết định tìm kiếm sự giúp đỡ từ cộng đồng Công giáo. Cuối cùng ông cũng được một người hảo tâm nhận làm người giúp việc. Qua đó, ông đủ tiền trang trải cuộc sống cũng như đi học trở lại. Sau khi tốt nghiệp, ông đi làm nhân viên cho văn phòng phẩm và dùng số tiền kiếm được để mua một chiếc xe hơi cũ. Sau đó dùng nó để chạy qua biên giới Nam Phi để buôn hàng. Công việc này khá thuận lợi, ông mua thêm chiếc xe thứ hai, rồi thứ ba. Nhưng không lâu sau đó, công việc buôn hàng qua biên giới gặp khó khăn trước những đối thủ từ người nhập cư Ấn Độ. Cuối cùng ông phải suy nghĩ cho hướng đi mới vì ông hiểu rằng thị trường đang dần bão hòa. Với ba chiếc xe có được từ việc đi buôn, ông nảy ra ý tưởng cho thuê ô tô. Khi đó công việc kinh doanh này còn khá mới mẻ tại Malawi. Nghĩ là làm đến năm 1997, khi ở tuổi 28 ông đã khởi nghiệp với mô hình kinh doanh cho thuê xe. Ông kể, và rồi tôi dần mở rộng đội xe của mình. Đến năm 2005 tôi đã có 7 chiếc ô tô cho thuê, rồi 15 chiếc vào năm 2007, phần lớn trong số đó là xe cũ. Đây là thời điểm mà tôi bắt đầu nghĩ đến việc thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn để mở rộng kinh doanh. Ông cần vốn để mở rộng hơn nữa, nhưng ngân hàng thì chẳng đời nào chấp nhận một hãng xe non trẻ, không quan hệ, không thương hiệu như ông. Để có thể thực hiện giấc mơ, ông không chịu từ bỏ. Ông quay sang thỏa thuận với những hãng xe cho thuê khác. Công ty của ông sẽ thuê lại đội xe của họ và trả phí hoa hồng thay vì tự thân mở rộng đội xe. Thật bất ngờ, chính quyết định này đã khiến công việc kinh doanh của ông bùng nổ. Lợi nhuận lớn từ việc cho thuê xe ở sân bay đã giúp ông có đủ tiền mua thêm ô tô và tiếp tục mở rộng quy mô. Giờ đây, bất kỳ ai đến Malawi cũng có thể thấy đội xe cho thuê của ông phủ khắp các sân bay, khách sạn. Bên cạnh đó, ông cũng đầu tư vào bất động sản, xây dựng khách sạn nhằm tạo nên một hệ sinh thái bền vững cho mô hình kinh doanh của mình. Từ một chàng trai nghèo phải làm đủ nghề để kiếm sống, không có nổi một tấm bằng đại học, giờ đây ông là một tỷ phú nổi tiếng của Malawi. Chia sẻ về xuất thân của mình, ông mỉm cười nói, tôi tự hào vì xuất thân nghèo khó, tôi đến từ một gia đình rất nghèo. Khi tôi nói nghèo ở đây nghĩa là vô cùng cơ cực ấy, đến tận ngày nay tôi thỉnh thoảng vẫn chưa thể tin được rằng bản thân có thể đi được đến mức như thế này. Tôi hạnh phúc khi là một nhà khởi nghiệp và phải đối mặt với nhiều thách thức. Nói thật thì tôi chẳng hối hận khi không tốt nghiệp đại học, bởi bây giờ tôi đã có thể thuê được cả những người có bằng thạc sĩ, hoặc hơn, bằng gì, thì họ cũng thành người phụ tá cho tôi mà thôi. Trong quá trình gây dựng sự nghiệp, ông nhận ra việc khởi nghiệp không hề dễ khi các doanh nghiệp nhỏ khó lòng cạnh tranh với những tập đoàn lớn, nhất là những công ty đa quốc gia. Phần lớn nguồn vốn ngân hàng được ưu tiên cho doanh nghiệp quốc doanh và mức lãi suất cao ngất ngưỡng có thể khiến nhiều hãng non trẻ phải lùi bước. Nhận thức được vấn đề này, ông đã thành lập hội IBAM nhằm hỗ trợ giúp đỡ cho cộng đồng khởi nghiệp địa phương cũng như kêu gọi vốn đầu tư cho các doanh nghiệp mới. Theo ông, một nguyên nhân lớn nhất khiến giới trẻ tại Malawi cũng như trên toàn châu Phi thất bại khi khởi nghiệp là họ không kiên nhẫn, muốn giàu nhanh qua một đêm và hưởng thụ sớm. Ông nói họ quá vội vàng, khi thấy doanh nghiệp làm ăn tốt sau năm đầu tiên họ đã muốn sống xa xỉ. Họ thích lái những chiếc xe sang và những bữa tiệc thâu đêm với gái đẹp. Vị tỷ phú này khuyên các bạn trẻ nên khởi nghiệp nhỏ và phát triển lâu dài, bền vững, chứ không nên quá vội vàng để rồi sụp đổ nhanh chóng. Ông còn nói thêm, giới trẻ bây giờ luôn hấp tấp, họ muốn trở thành tỷ phú trong 2 năm,
nhưng trong 2 năm nữa, họ thất bại trong chính sự nghiệp của mình. Đó là lý do tại sao ông luôn khuyên các doanh nhân rằng chỉ có thời gian mới cho phép họ đạt được thành công và giàu có. Qua video trên, hy vọng những gì Ben Book chia sẻ có thể giúp các bạn có thêm động lực, ý chí và những bài học hữu ích để tiếp sức cho con đường gây dựng sự nghiệp của mình. Các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh YouTube và theo dõi trang fanpage để đón xem những video tiếp theo nhé. Hans Book, sách và phát triển bản thân.